Các bạn đang đến với lớp học nhạc online và hôm nay chúng ta thực hành điệu rumba đen chấm. Về rumba đen chấm, các bạn nhìn phía trên, các bạn có thể thấy nguyên mẫu rumba đen chấm và phía dưới là tôi soạn cho các bạn để các bạn dễ đánh rumba đen chấm hơn. Tại vì nếu mà đánh rumba đen chấm với mẫu phía trên thì nghe rất là lỏng. Các bạn đánh với mẫu thứ hai thì các bạn sẽ cảm thấy grip chắc hơn. Tương tự như các điệu rumba đã học, tempo thích hợp cho các điệu rumba cũng đều khoảng từ 76 cho tới 95. Về voicing, tôi cũng đã sắp sẵn cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ đánh chậm cho các bạn xem. Xin mời bạn xem lại. Và bây giờ chúng ta thực hành với tempo 80. Tempo 85. Tempo 90. Và tempo 95. Sau đây là ví dụ hợp âm vòng. Hy vọng các bạn đã nắm vững được cơ bản các điệu rumba. Chúc các bạn thành công và đừng quên đăng ký để các bạn có được video mới nhất từ HC. Hoàng Cường xin chào và hẹn gặp lại.